chào các bạn. Bây giờ là 5 giờ chiều ở ngày Chủ nhật. Mình đang có mặt tại trung tâm Bangkok này các bạn. Mình đứng ở cái đường Phetchaburi, ở chỗ mà có cái trung tâm thương mại Pathunam đó các bạn. Mình sẽ trải nghiệm cái đường Phetchaburi này cho các bạn xem vào lúc 5 giờ chiều nha các bạn. Các bạn xem coi nó có nhộn nhịp hay không nha. Mời các bạn theo mình. Rồi, mời các bạn trải nghiệm đường Phetchaburi với mình nha. Đây là một cái đường mà nó vuông góc với cái đường Ratchaburi, là cái đường mà Ratchadamli, nơi mà có cái trung tâm thương mại Central World. Còn cái Phetchaburi này đó là nó có cái Pathunam Fashion Mall nha các bạn. Trời nó mưa lâm râm các bạn ơi, nhưng mà người ta vẫn đổ xô ra đường, cũng đông và xe cộ cũng nhộn nhịp lắm. Rồi mời các bạn trải nghiệm cái Bangkok về chiều với mình nha. Bây giờ 5 giờ chiều tại trung tâm Bangkok, đường Phetchaburi nè các bạn. Trời mưa rỉ rả nhưng mà cũng không ướt đâu các bạn ơi. Cái Food Destination Center rồi các bạn. Càng về tối thì người ta càng đông như các bạn, nhưng mà tại vì nó có cái mưa lắc rắc á, thành ra người ta cũng ngại ra đường, ra phải che dù. Mặc dù không mưa lớn nhưng mà đi xa là cũng ướt đó nha các bạn. Thôi mời các bạn theo dõi với mình nha. Chủ yếu các bạn xem cái giao thông xe cộ ở Bangkok, ở cái đường Phetchaburi này như thế nào nha. Chắc chắn là nó không bằng cái đường Ratchadamli hay là cái đường Ratchaburi của cái Central World và cái Super Center. Nhưng mà cái đường này nó cũng nhộn nhịp lắm các bạn. Bangkok này bây giờ Tây cũng ít rồi các bạn ơi, Trung Quốc nhiều lắm. Trước mặt các bạn là một cô Tây á, chủ yếu là người Trung Quốc nha các bạn. Hầu như Tây họ rút ra luôn rồi các bạn ơi, kể từ khi có Trung Quốc qua, theo mình nghĩ vậy đó. Đây là con đường Phetchaburi lúc 5 giờ chiều tại trung tâm Bangkok nha các bạn. Mình vừa đi ngang qua khỏi cái Fashion Mall Pathunam. Các bạn thấy không, có những căn nhà chọc trời không? Mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy không, ở đây có những tàn cây cũng mát mẻ các bạn.
các bạn, mình tiếp tục đi nha các bạn. Mưa cũng còn lắc rắc, nhưng mà người ta phải che dù đó các bạn. Rồi mình trải nghiệm với các bạn xem một đoạn của đường Phetchaburi nha các bạn. Bây giờ là lúc 5 giờ chiều ngay trong trung tâm Bangkok. Trời mưa lác rắc các bạn. Các bạn thấy người ta phải che dù không? Rồi mình ngưng video đây nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ với gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.